Em chào các anh chị, em Sơn bên Ford Thăng Long vậy ạ. Đấy, anh chị vừa nhìn, đấy là cái kho xe của bên em. Thời điểm đầu tháng, tháng này là tháng 8 và cũng là tháng 7 Ngâu. Tháng 7 âm, tháng Ngâu, cô hồn. Đấy, thì theo cái tâm lý dân gian là cái tháng này là cái tháng cũng không có mua bán gì nhiều. Đấy, thì đại lý thì cũng rất là biết cách để đáp ứng thị trường, đó là nhập ít xe, đấy, bán ít lỗ ít. Đấy thì nhà máy cũng cũng có động thái là cũng không ép chỉ tiêu của đại lý, và đại lý cũng cũng không 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 nhập nhiều vì cái nhu cầu mua xe của tháng này thì đúng là nó có giảm thật. Đấy thì trải qua 6 ngày đầu tháng, hôm nay là mùng 6 tháng 7 thì em thấy là cái lượng ký xe rồi đặt mua xe là cũng cũng có giảm. Đấy thì mặc dù là cái lượng ký xe có giảm, giá thì về cơ bản là cũng có tương đối ưu đãi trong cái tháng này. Từ từ đầu tháng đến giờ thì cái mức giá về bên em thì cũng tương đối là ưu đãi, giảm giảm so với tháng trước đấy, nhưng mà tuy nhiên ở cái mức giảm nó cũng không nhiều lắm, nó cũng không đến cái mức là 50 100 triệu như nhiều nhiều người vẫn cứ nhầm tưởng như vậy đâu ạ. Đấy, em lấy ví dụ như con Everest B2Bo thì con này thì giảm giảm giá 1399 mà giảm được 80 triệu. Đấy, rồi những cái sản phẩm chủ đạo như là Ranger YZ chẳng hạn thì cái mức giảm của bên em cũng lên đến 60 triệu so với giá niêm yết. Đấy. Nó cũng cũng chỉ đến tầm thế thôi, cũng loanh quanh thêm thêm bớt một tí, trên dưới một tí thôi. Đấy, chứ còn từ cái giá này mà nhiều anh chị cũng hỏi em là nó có giảm thêm được mấy chục triệu nữa không, thì em xin thưa rằng là không, không bán còn hơn. Đấy, em nói rõ luôn là không bán còn hơn. Quan điểm bán hòa hoặc là lỗ một tí thôi, lỗ nhiều quá không bán nữa. Đấy, ví dụ như con Everest B2Bo có những anh chị bảo em ơi con này giảm thêm từ giá là 1 tỷ 319 giảm 80 triệu rồi, giảm thêm 50 triệu nữa không, bảo không bán đâu, chắc chắn luôn ạ. Đấy, và cả thị trường như vậy chứ không phải là nguyên gì bên em. Đấy, và động thái của bên em đây, kho xe rất ít, không nhập nhiều, nhập ít thôi. Đấy, tuy nhiên là nó cũng có những cái ưu đãi hơn tháng trước, hơn tháng trước chứ không phải không. Đấy, nhưng mà không hơn quá đâu. Đấy, cứ kỳ vọng là tháng Ngâu giảm 100 200 triệu, quên đi. Bán thì còn phải 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 ít nhất là hòa thì còn sống mà phục vụ được chứ. Lỗ nhiều quá thì bán xong chết ngỏm đấy, lấy ai đi sửa xe cho anh chị. Thôi nói vui vậy thôi. Đấy, nhưng mà đấy thì đấy nó là cái tâm lý thì về cơ bản là người mua cũng muốn rẻ, cũng muốn mua rẻ trong cái tháng này. Đấy, nhiều bác thì cũng chờ đến tháng này để mua, bởi vì là họ không quan niệm, và anh chị không quan niệm quá nhiều về cái tháng Ngâu. Đấy thì sẽ có những cái ưu đãi hơn hơn bình thường. Có hơn bình thường chứ không phải là không hơn đâu. Đấy, nhưng mà không không hơn nhiều quá đâu đấy. Thì em nói thế, quan điểm rõ ràng em bán hàng nó là như vậy. Đấy, còn nếu như mà anh chị mà cứ mong chờ một mức như thế nào đó giảm thêm 150 200 triệu thì thôi, mà mình không nói chuyện với nhau được nữa. Đấy, để em thấy lên trên hội nhóm này có những người trả cái giá xe, trả giá xe lên hội nhóm trên Facebook, trả giá xe con Everest Titanium một cầu 1 tỷ 030, có ai bán không nhỉ? Em chả hiểu luôn là nghĩ gì, xe có phải rau muống đâu mà trả những cái mức giá như vậy. Ô tô không phải là rau muống rau ngót mà lên mặc cả xong thì ép này ép nọ, cứ bảo tháng Ngâu bán như thế đi. Em nói thật với anh chị luôn là không ai bán luôn. Đấy, không tin anh chị gọi lên lên mấy hội nhóm bán hàng ở trên Facebook ấy. Em thì em không bán hàng trên đấy, em không để ý lắm, nhưng mà thỉnh thoảng vào thấy nhìn nó cũng hơi buồn cười. Đấy, anh chị cũng là người kinh doanh, mình cũng biết, cũng hiểu là nhập vào bao nhiêu, bán ra bao nhiêu, như thế nào, đến tầm nào bán được nữa hay không không bán được thì thôi. Chứ không phải là ngâu thì mình nói thế nào cũng được. Ok. Ôi, hơi lan man một tí về câu chuyện giá cả và cách và mua mua bán. Đấy. Thì về quan điểm thì em cũng rất muốn bán hàng thôi, nhưng mà đến tầm nào thì thôi, không bán được nữa thì phải chịu.
xe kho thì không nhiều lắm nhưng mà vẫn còn tương đối đầy đủ dòng xe để có thể giao ngay cho anh chị được trong tháng này. Ví dụ như Everest, Biturbo này, rồi một cầu, rồi Ford Ranger Wildtrak XLS, XLT, Explorer đầy đủ và cũng có đủ xe để giao trong tháng. Đấy, với giá thì cũng tương đối là ok, có thể mua được, hợp lý hơn tháng trước ạ. Đấy. Ok, em báo giá chi tiết một chi tiết các cái phiên bản xe nhé. Thì với cái dòng Explorer thì đây là phiên bản cao nhất, đang có giá niêm yết là 2 tỷ 268 triệu. Thì tháng này thì là bên em giảm được 150 triệu, giảm giá tiền mặt luôn 150 triệu và tặng thêm phụ kiện nữa. Đó. Còn thứ nữa là Everest thì Everest thì nó có 5 phiên bản, từ giá niêm yết từ 999 triệu cho đến 1 tỷ 399. Thì với 5 phiên bản này thì cái mức giảm cũng tương đối nhiều, từ 75 cho đến 90 triệu tùy từng phiên bản. 75 triệu cho đến 90 triệu, anh chị để ý nhá. Everest giảm từ 75 đến 90 triệu tùy từng phiên bản. Đấy, thì anh chị mà có nhu cầu mà quan tâm đến bản nào thì có thể gọi cho em, số điện thoại em để ở trên màn hình cái video này thì em sẽ báo giá trực tiếp. Đấy, cam kết thì giá luôn luôn là tốt nhất. Tốt trong chừng mực thôi, tốt quá là không bán nữa đâu. Đấy, rồi tiếp theo là đến cái Ford Ranger. Ranger thì cũng có 5 6 7 phiên bản. XL, XLS hai bản này, XLT hai bản, Wildtrak hai bản. Đó thì giá thì Wildtrak thì giảm được 60 triệu này. Các phiên bản khác thì XLT, XLS, XL thì giá giảm được 30 triệu. Giảm ở đây là trên so với giá niêm yết nhá. Đó, giảm ở đây là giảm so với giá niêm yết khoảng 30 triệu. Đấy, còn tiếp theo là cái EcoSport. EcoSport thì các cái phiên bản như là Ambien này, Trend này. Đấy, thì cái mức giá giảm được khoảng 40 triệu. Còn đặc biệt là cái phiên bản Titanium. Titanium thì em giảm khá sâu, 590 triệu ạ. EcoSport giá niêm yết là 648 triệu, em bán 590 triệu nhá. Đó. Rồi đến nữa là Transit. Transit thì giá cực kỳ sâu đầu tháng này. Là em báo thẳng giá bán luôn. Là con Transit bản mid, bản thiếu là 798 này, SVP là 805 và Luxury là 849 triệu. Đó, đó là cái giá niêm yết. Thì từ cái giá này thì bên em chiết khấu về cũng khá sâu. Cái con Transit SVP bản chung chẳng hạn là về em bán là 710 triệu. Đấy. Mid là con mid, con bản thiếu nhất là 705 và con Luxury bản đủ là 760. Đấy, ngoài ra thì cũng có tặng tặng kèm thêm phụ kiện. Đấy, thì em thấy là cái tháng này là cái Transit giá rất là sâu ạ. Transit giá rất là sâu. Đấy, anh chị thì có thể là mình có thể là đặt đặt thứ nhất, em chưa nói mua, đặt xe. Đấy, đặt xe trong tháng Ngâu này. Đấy, bao giờ hết hết Ngâu sang tháng 8 thì mình cũng có thể nhận, mình nhận xe vào thời điểm đó. Đấy, vừa là vẹn cả đôi đường, vừa mua được giá tốt, lại cũng không 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 ngại vì ngâu ngâu thì mình chỉ thực hiện là giao dịch thôi, xe chưa về nhà thì mình chưa tính đó. Đấy, ok, đấy thì em báo giá hết cả kho đây rồi. Đấy, còn anh chị mà quan tâm đến cái phiên bản nào cụ thể từng phiên bản thì có thể gọi cho em Sơn bên Ford Thăng Long, số điện thoại của em để ở trên màn hình video này ạ. Đấy, em sẽ báo giá và hỗ trợ giá tốt nhất, cam kết là hỗ trợ giá tốt nhất trên thị trường. Ok rồi, em cảm ơn anh chị ạ.